Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Simon Trần, tôi là giám đốc khu vực Đông Nam Á của trường Đại học Macquarie nằm ở thành phố Sydney, Úc. Trường Đại học Macquarie là trường đại học hàng đầu ở thành phố Sydney, Úc. Trường có một vị trí rất là đặc biệt bởi vì trường là nằm trong khu công nghệ cao lớn nhất của nước với hơn 300 công ty lớn nhỏ khác nhau. Học sinh sẽ có khả năng được đi thực tập và đi làm trong quá trình các bạn đang đi học. Thứ hạng của trường thì luôn luôn nằm trong top 10 nước, top 200 trên thế giới và có rất nhiều chuyên ngành trường thuộc nằm trong top 100 trên thế giới, ví dụ như là về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, về khoa học môi trường, về tâm lý học, về giáo dục. Do đó khi mà học ngay tại trường thì học sinh sẽ được đảm bảo về đầu ra sau khi các bạn tốt nghiệp và cũng giống như sẽ có rất nhiều khả năng có thể được đi làm và đi làm thực tập trong quá trình các bạn nên đi học.